Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua giá gạo xuất khẩu bật tăng trở lại với mức tăng từ 4 đến 8 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 582 đô la Mỹ một tấn với gạo tiêu chuẩn 5% tấm. Gạo 25% tấm ở mức là 557 đô la Mỹ một tấn. Đối với thị trường trong nước tuần qua, giá lúa gạo cũng đồng loạt tăng từ 200 đến 500 đồng một kg. Mặc dù mức tăng chưa cao nhưng đây là tín hiệu cho thấy thị trường gạo đang có triển vọng tốt hơn. Giá gạo của Việt Nam tăng trở lại được nhận định do yếu tố nguồn cung. Theo đó, Việt Nam hiện đã vào cuối vụ thu hoạch lúa đông xuân, nguồn hàng gạo đẹp còn ít, giá chào bán trong nước giữ ở mức cao. Tại một số địa phương, thương lái bắt đầu đặt mua lúa hè thu non với lượng ít, giá lúa neo ở mức cao. Hiện giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11.600 đến 11.700 đồng một kg, gạo thành phẩm IR504 dao động ở mức 13.900 đến 14.000 đồng một kg, giá gạo thường dao động quanh mốc 15 đến 16.000 đồng một kg, gạo trắng thông dụng là 18.000 đồng một kg. Thời gian gần đây, theo một số thông tin cho biết là thời gian tới, hai giống gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế suất sang thị trường EU. Vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã khẳng định thông tin này là không chính xác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây cho biết hiện nay chỉ có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU gồm Jasmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VD20, RVT, OM4900, OM5451 và Tài nguyên Chợ Đào. Các loại gạo này được ưu đãi thuế theo thỏa thuận trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Sau 4 năm triển khai hiệp định này, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm xuất khẩu vào EU về mức thuế là 0%. Nhưng đến nay, hai bên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng nên chưa có thêm giống gạo thơm nào vào danh mục được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch xuất khẩu vào thị trường EU. Thưa quý vị, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết 3 tháng đầu năm nay đã đánh dấu sự vươn lên của gạo Việt Nam tại thị trường này. Lần đầu tiên Việt Nam trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất vào thị trường Singapore. Trong giai đoạn gần đây chiếm trên 32% thị phần, kim ngạch cao hơn so với Ấn Độ và Thái Lan. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore tiếp tục tăng trưởng rất tốt, ước đạt kim ngạch khoảng 36,15 triệu đô la Mỹ, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm của các nhóm như gạo lứt thường và gạo tẻ trắng được bù đắp bởi mức tăng rất mạnh của các nhóm gạo nếp, gạo thơm xay sát hoặc chóc vỏ và gạo vỡ. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay sát hoặc chóc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính đưa Việt Nam vượt qua Thái Lan và Ấn Độ trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Số liệu cho thấy cả 3 nước xuất khẩu hàng đầu chiếm 91,2% thị phần gạo tại Singapore. Với những diễn biến mới nhất của thị trường cà phê, theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay 21 tháng 4 năm 2024, giá cà phê trong nước tăng trở lại sau phiên giảm giá với mức tăng khoảng 1.700 đồng cho đến 2.800 đồng một kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là trên 123.300 đồng một kg và giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đó là 124.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 122.500 đồng một kg. Tại Lâm Đồng, các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 122.500 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mơ Ga, cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.400 đồng một kg. Còn tại huyện Ea Leo, thị xã Buôn Hồ, được thu mua cùng mức 123.500 đồng một kg. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, quý 1 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 585.696 tấn cà phê, với kim ngạch 1,9 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ năm 2013 đến nay. Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng một phần do lo ngại thiếu nguồn cung. Mặt khác, dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ năm nay giảm khoảng từ 10 đến 15%. Ngoài ra, căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng, qua đó tạo sức ép khiến giá cà phê càng tăng cao hơn nữa. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi liên tục phản ánh thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó thì ảnh hưởng rõ nhất là sản xuất nông nghiệp. Và theo như bà con nông dân, nắng nóng kéo dài vào thời điểm cây sầu riêng ra hoa đậu trái nên là mùa vụ năm nay sản lượng sầu riêng chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh. Ghi nhận tại huyện Châu Đức với gần 1.000 hecta hiện là vùng trồng sầu riêng lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình ông Ngô Xuân Diệu ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức có gần 7 sào sầu riêng giống Monthong Thái Lan. Cách đây hơn một tháng trước, sầu riêng ra hoa đậu trái non gặp ngay thời tiết nắng nóng kỷ lục nên bị rụng trái non đến hơn 30%.
Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến như thế này, nguy cơ trái còn lại trên cây sẽ tiếp tục rụng. Cái sốc nhiệt năm nay thì nó mới rụng vậy, còn như năm nước trước á, thì mình làm thì chưa đủ kỹ thuật, thì tại vì nó đi đọt hay là ấy thì nó rụng là hay là sinh lý thì không nói, nhưng mà năm nay là vì sốc nhiệt quá. Nắng nóng kéo dài 1,8 hectare sầu riêng của gia đình ông Vũ Ngọc Thành ở xã Lăng Lớn cũng trong tình trạng bị sốc nhiệt và rụng trái. Dù đã bỏ chi phí đầu tư hơn 80 triệu đồng, nhưng ông Thanh đành cắt bỏ toàn bộ trái để dưỡng cây cho năm sau. Thời tiết năm nay nói chung là nó cũng bị ảnh hưởng là nắng quá nhiều. Rồi cây sầu riêng thì nó sốc nhiệt, nên là nó bị rụng trái, rụng bông cũng nhiều. Năm nay là sầu riêng chú là sắc thu hoàn toàn luôn á. Không chỉ bị rụng trái non mà khoảng 10% cây sầu riêng trong vườn nhà bà Cao Thị Ngọc Diệp ở xã Bình Giã cũng đang chết dần vì nắng nóng. Do đó, ngoài việc thất thu sầu riêng năm nay là không tránh khỏi, thì bà Diệp còn phải tốn thêm chi phí đầu tư tái tạo lại cho các vụ năm sau. Đối với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cái cây sầu riêng nó rất là nhạy cảm. Nó làm cho cái cây sầu riêng là nó bị khô cành và chết cây. Nhiều cây nó ra trái thì nó lại rụng, nó rụng trái cho nên là rất là khó làm. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 1.300 hectare sầu riêng với sản lượng gần 5.000 tấn mỗi năm. Theo bà con nông dân, sầu riêng là loại cây trồng khó tính, chịu hạn hán kém, lại nhạy cảm với thời tiết. Do đó, năm nay, nắng nóng kéo dài khiến sầu riêng bị cháy lá, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tổng hợp dinh dưỡng của cây. Đặc biệt là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm như những ngày qua đã khiến cho cây bị sốc nhiệt dẫn đến rụng trái non, thậm chí chết cây. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo nông dân tưới nước đầy đủ cho cây, trong đó nên áp dụng biện pháp tưới phun sương, tưới tiết kiệm vào sáng sớm hoặc chiều mát. Đó sử dụng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm, rạ, cành cây, lá khô, xác bã thực vật để che phủ giữ ẩm quanh gốc. Đồng thời bổ sung thêm một số chế phẩm phân bón lá chuyên dùng giúp tăng cường sức chống chịu của cây. Nắng nóng gay gắt ở Nam Bộ, các loại thức uống và trái cây giải nhiệt được tiêu thụ mạnh khiến cho giá tăng cao, đặc biệt là trái dừa tươi giá tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và đang là mặt hàng bán rất chạy trong mùa hè này. Bình thường vựa bán dừa này tiêu thụ khoảng 1.000 trái dừa mỗi ngày, nhưng trong những ngày nắng nóng kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh, số lượng dừa trái bán ra đã tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Khách tấp nập tìm đến các vựa dừa để mua dừa trái về uống giải nhiệt. Ngày thì bán hơn 1.000 trái, những ngày nắng nóng thì bán hơn 3-4.000. Nắng nóng thì dừa thì không có gì, nên là giá dừa thì nó tăng lên nhiều. Theo người bán hàng, giá dừa tại các vùng trồng dừa trọng điểm ở miền Tây đã tăng nhẹ bởi khan hiếm hàng hóa, một phần vì cây dừa kiệt sức, ít ra trái trong mùa hạn mặn, một phần vì nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng cao. Nhiều vựa dừa cháy hàng không đủ đáp ứng nhu cầu giải nhiệt của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá dừa phổ biến 15.000 đồng một trái với dừa xiêm nhỏ, những giống dừa trái to có giá 20.000 đồng mỗi trái. Nắng quá tao uống nhiều, mình hết sớm rồi, mùa này ít hàng nó không có được nhiều như mùa mưa đâu, mùa mưa mình kêu nhiều có nhiều, giá cao lắm, với đó giờ ngoài Hà Nội đó nó vô mua 120-130 một chục rồi. So với lại mọi năm thì giá dừa năm nay nó cũng có nhích lên một tí, tại vì như năm ngoái thì nó khoảng 9.000, 10.000, năm nay thì nó khoảng 10 tới 12.000. Mùa này thì được uống nước dừa là số 1 rồi. Ngoài dừa tươi là siêu thực phẩm giải nhiệt, mùa nắng nóng thì nước mía cũng được ưa chuộng, giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh chống lại những cơn khát ngày hè oi bức. Mỗi ngày, những điểm bán nước mía lớn cũng tiêu thụ vài ngàn cây mía. Nguồn cung mía khá dồi dào nên giá cả ổn định. Trong những cái mùa nắng nóng này thì đầu tiên là hạ cái nắng nóng này, thì mình cũng hay sử dụng những sản phẩm tự nhiên như là nước mía này. Mình thấy uống nó thanh nhiệt rất tốt. Công vận chuyển, công người ta trồng thì 10.000 ly thế này thấy là hợp lý. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đang trong mùa khô hạn khốc liệt với cái nắng gay gắt kéo dài. Những thực phẩm giải nhiệt, ngon bổ rẻ, phần nào xua tan oi bức ngày hè, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân.